cả nhà. Quỳnh Trứng, Thuận An, Bình Dương. Đây, cái này anh là nguyên con. Thì nãy hỏi anh thì nói từ 4 tới 5 tiếng mới chín nha cả nhà. Đây, sau này đi ăn quay review cái quán bê thui nha cả nhà. Ngay quán nằm ngay ngã tư chùa Hỏ luôn. Cái hướng này là hướng cầu Khánh Vân, cầu Khánh Vân đi ra nha cả nhà. Đây bê quán quán Hồ Nguyên, đặc sản là bê thui nha, Thuận An, Bình Dương, phường Bình Chuẩn nha cả nhà. Đây bà chủ. Ừ, anh lấy mấy cái nào ấy làm em ăn xịn. Sau 5 tiếng là đã chín nha cả nhà. Đây. Đây. Giờ anh cứ lấy bình thường đi. Cái gì á? Lấy anh chị mà em cũng đang em đưa cho. Sao anh? Mời chết nha. Đây. Đó. Quá ngon cả nhà. Đây. Đó. Hồi nãy là tầm 5 tiếng phải không anh? Đúng rồi. À đó. Quá ok nha cả nhà. Tân Phước Khánh có ai có anh thì alo lên đây ủng hộ nha. Nhất trí, em quay đăng YouTube là có gì ủng hộ nhau. Bê thui Hồ Nguyên nha. Rồi. Bê thui Hồ Nguyên miếu ông cụ. Ngay ngã tư luôn. Ngay ngã tư miếu ông cụ. Đây là 200 được hơn nửa ký nè. Đây đây đó đó, đây nè, này 200 nè. 200 này hơn nửa ký nè. Cả nhà thấy không nè, mình thử luôn nè. 200 này hơn nửa ký nha. Khuyến mãi thêm một cái gân nữa. Đó. Khuyến mãi cái gân nhá. Cái này đó. Anh em nào nhậu được thì nhậu nhá. Rồi, quá ngon. Chào rồi. Đây. Bà chị mình nó bán bê hui Hồ Nguyên rồi. Cái quán nằm ngay ngã tư chùa Hỏ nha. Nếu mà ngã tư chùa Hỏ mà cái hướng Bình Chánh ra mình đi ngược chiều khoảng chừng mấy chục mét là tới nè. Còn hướng Khánh Vân dài là hận chiều luôn nha cả nhà. Đây cả nhà còn mệt chết không? Quá đã. Ok cái này là mình bán lạng hả chị? Cái này em bán 400 một ký. Ý em nói là 40k một lạng. Đúng rồi, 40k một lạng. À. Này dễ mà cứ mình cân nhiều tính nhiều cũng dễ. Đúng rồi, cân nhiều thôi. Vậy cũng dễ. Là cái con đó là khoảng tầm 4 tới 5 tiếng mới chín. Vâng, 5 tiếng cứ quay thường. Mình quay xong là em thấy là như quay xong là mình phải lấy cái bọc ni lông mình trùm lại hả? Đúng rồi, trùm lại. Là sao? Cho nó giữ được cái độ nóng này, cho nó chín thêm với lại nó cái da của nó mềm ra. À, còn không là nó cứng. Đúng rồi. Ủa, nó đồ chơi của ai kêu rắc đi. Nó gì? Ủa, sinh ra lớn lên có nhiều đó mà nó thèm cự riết anh Lực. Vậy mà hôm anh em chiến hữu có nhau. Một cái nào có nào không có. Ủa, thưởng ra cho mình luôn hả? Em mới chạy bệnh đấy đó. Thấy con dơi chín chưa? Chưa hả? Lâu mấy là chiều. Ủa thì cái gì mất rồi? Tổng ở trong đó luôn. Đây là với cái chuột nè. Giờ sáng xong rồi. Cho anh cho điện tôi xin kính chào đại đình thân yêu nha. Hôm nay chủ nhật ngày 24 tháng 9 2023. Một năm mới ra nhà cho anh Lịch số 25 nha. Đây là ba anh em 06, số 10 với 25. Hợp mặt một bữa. Ê, giống một cắn này, giống một cắn này, trời đây quay mà một cắn mình lưng nào. Một cắn nè, công an vô á. Chết. Giờ cho mình ủa, cũng luôn, cũng cho lỏng lại, cho lỏng lại hai người cùng với mình. Bụi quá hả? Chưa ăn sáng luôn.
là chăn chí cốt luôn không? Cái này không có lá chanh hả ta? Nãy quên là kìa tính 2 mẹ nữa. Lá chanh nó nhầm có mà hả? Có không? Không phải cây á. Lấy không? Ăn ra lấy nè. Mày chăn bịch đường nha anh Tấn. Bịch đường nha. Bịch đường. Chọn đi. Là món bơi vui nha. Ở bên chỗ này bán rẻ lắm. Có 400.000 ký à? 400.000 ký à? Mấy trong tháng năm đó? 60. 400.000 lạng. Mấy trong tháng là 550 ký không á? Thì 60 rồi. Ừ. Có cái hùng rác không? Bơi vui. Mày sườn nướng nha cả nhà. Này sườn nướng. Nên mình thử làm bê hôi chấm này hả? Chị chấm gì? Đúng rồi. Nếm cái nước đây. Lá thì kéo lọc, lá kia là sắc rồi kia ớt chưa tỏi vô. Đây. Em dạo con công nó gãy cái gì tiếng ra nó nè nào. Nhìn phố gì đâu. Ngoài phố gì thôi. Gọi chặt lên đây này. Cái này nó không cho mình củ tỏi hết ta. Đây là cây nhà trồng luôn đó nha. Đấy rồi à? Trời. Đấy nhà lực nè. Này cắt đâu ở đâu nữa? Đưa ra trên. Đưa. Nè, đấy nhà lực nè. Số 16 rồi. Rảnh không? Này Sài Gòn hả? Mấy giờ về? Về khỏi luôn. Chiều hả? Tầm mấy giờ? Tầm 2-3 giờ vô. Là bánh, đúng rồi. À, chừng nào về số hút ha. Cái này diễn là vậy. Rồi, ok. Mẹ đang nhậu đơn giản, diễn dĩ bê hôi vậy. Mẹ vô lắng nghe em vô nè. Dạ. Chí cốt một ly chí cốt nha. Không có. Sức mỹ chứ mày không biết, sức mỹ nghe nó kỳ lắm. Cái này nóng rồi, rê nè. Trộn. Mấy chỗ là tấn 200. Ờ vậy đó, làm đi. Mấy 550 một ký, vừa nãy đang có 4 cần. Có 250 một dĩa nè. Mày bán được. Ở ngoài, mình qua cho mình là như 60 nè. 550 hết, 550 hết. Chỗ Phú Mỹ, chỗ đầu viết cũng 550 luôn. 550. Ờ, 550 ký, còn đây 400. Lọc quay chắc thêm quá lọc rồi. Thêm gì? Không tính không? Nào tính lọc cái khách rồi. Tính nhiều quá. Còn đây nè. Đưa thêm bệnh. Đúng rồi, nó còn tải quá. Quá còn đưa thêm bệnh. Chưa đâu rồi. Đúng rồi. Cho nó khô mà. Dạ. Ăn cho nó chắc. Mở còn ghê quá. Trời ơi, bữa ẩm mấy từ cũng chung nhật luôn, đừng gọi trung cái bài nè. Em với Tấn đội làm đổ chét luôn. Đổ chét luôn à? Trời ơi. Không, nhưng mà cái canh mà ăn cái đó được là bổ thiệt. Nhưng mà nhiều người ăn cũng ngại. Như em ăn nó hơi ngại. Thì nói chung mà cái nào mình thích đó, được đúng rồi. Thích cái đó đúng nha là. Mà chỗ này cũng dở nè. Cái bả ngon mà nó không cho mình được cái củ tỏi luôn. Ờ đúng rồi, tỏi nó không có. Tỏi mà tỏi lọc làm gì vậy lọc? Nhưng mà mày á đi củ tỏi cho tỏi ra nhà không có tỏi rồi.
Rồi, vô, một hai ba vô. Cũng bao nhiêu rồi nha. Tính ra là ngồi được 6 người. Một bên hai người, hai người hai đầu bàn là 6 người. Nhưng mà nếu mà đi như nhậu với em với Lộc thì ngồi 5 người thôi. Còn mình là đẩy cái đó. Họ mua cây kia có 90 ngàn mà thấy nó không ngon thì cầm. Nó là tiện hơn. Được. Nó là tiện hơn. Nhà nhiều bánh đạn cơm. Bánh đạn chắc cái sườn không? Dạ. Sườn đâu ta? Sườn. Sườn đây ăn chấm mà sườn chấm mớ thì có nó trên ăn chấm mớ rồi. Dạ ông lên đến nhỏ ăn nấu được không? Hai ăn nấu được không? Được được. Được. Cái gì con? Nghe mày được. Đi chưa? Đi rồi qua nước có vợ đi không? Ai nói nghe nào Bình ơi, giờ anh đang kẹt khách á, có thể Bình chịu khó chạy qua bên chỗ nhà anh đi, anh gửi cái thiệp á, chứ anh đi không được. Thì tại vì nhà giờ nhà đang có khách á, có gì Bình đi mà Bình tạt qua nhà anh nhìn cái á, anh gửi cái phong bì. Vợ đang chạy có khách không khách đủ ngoài quê vô. Chút xíu này đây về bài cũ rồi. Đâu mình vô tối nay này cho ra ngon quá ha. Tầm mày này 7 giờ tối nay rồi. Nó kẹt đúng chuyện luôn. Ha có gì chạy qua giúp đấy. 250. Sáu lại. Rồi ok. Sáu lại 250. Rồi thì bột rau nhé cũng 40-30 rồi thấy bã rồi nắc mắt thấy bã. Bữa nghĩ sao vậy mà thấy bã nó lấy mình 50 ngàn đâu thôi. Lãng mình tự nhiên là làm ở đây là làm nha. Để em cài em xếp cái đây không người xì. Hồi năm mà Tết ra nhãn là chưa có bàn ngồi dưới chứ không có bàn. Ngày lịch sự rồi nó phải cái thằng giám đốc gọi tên gõ nè. Nhưng mà bữa đó anh Lực em không biết nhà anh là anh gửi địa chỉ chạy qua chơi gửi chạy qua trong chợ làm cho cái bộ bàn có bao nhiêu tiền 3-4 triệu là ok rồi đó. Mà anh đâu có tiền nào trả cứ chạy xe trừ ra tử nó đặt cái xong rồi làm sao mới kêu chở rồi giờ bàn ghế xe lông gì cũng vậy nếu nó kêu anh làm nó mới về chợ được làm để đâu xe lông còn một em tính có một xe lông bọn này gì? Thằng bạn nó thằng Lý kìa bộ rộng lắm á bộ bự à có 5 triệu rồi nó bán 10 mấy triệu đó bây giờ thằng Lý còn có 5 triệu đó nè con bộ cũng bỏ từ tên nó hay ngon á con bộ bỏ từ tên luôn nhưng mà ghét có một cái là anh tính sao nó nóng quá tại vì cái da đó ngồi đó phải ngồi đó mới lạnh da mà sao lông da mà nó nóng nó ngồi nó nóng mà nó yên là nhiều mới nó cái lạnh kìa đúng rồi chứ mình không thấy cái tháng một lại lạnh ngồi cũng được nó trừ ra mình nằm mình ngủ á nó mới có nóng thôi tại cái da nó không được xịn đấy. Rồi giờ tụi nó kêu lấy ngày nào dương ấy thao dương gì giờ chạy trong miệng cái rồng kêu giờ tụi cảm ơn bạn cảm ơn tủ bàn hay gì nhà giờ nó tự nó xuống nó làm nó đo rồi xong nó làm nó báo giá anh em thôi cứ không cần thiết cứ đặt đi rồi đặt từ từ tính không quan trọng
cái hồi tối là thấy ảnh hạ bài là cái gì tại Gia Lai hãng tiếng hay là cái gì đó hồi tối đó, nhưng mà anh không có dùng được. Hồi nãy gọi cho anh Khánh mới nói là đi Gia Lai chở đám cưới cảnh bữa lượng bên nào muốn xe đi còn hơn mà muốn Khánh cảnh được chứ đi tour à tour tính tour chứ không phải ví dụ như anh đi đám tiệc hay gì, ví dụ anh đi hai ngày nó báo giá được thì đi. Hai ngày chứ đâu 4 triệu nói chung là không đàn nữa, nó thánh giờ có kèo quăng cho nó tảnh nhiêu được thì đi được. Ông đi gì không biết ừ. Giờ có kèo quăng cho làm nó kiếm được chút đỉnh hơn thể đó. Bữa nay không có xin quên cũng hay buồn ha. Dạ, quên hả? Sao điện ăn thế này? Anh lần điện cho nó thử cho nó bên anh rảnh không? Tại vì bữa em đi làm mấy anh tổ chức nhậu nhà mà Lộc nó quên thẩm thẳng bệnh gì không Lộc? Ừ, tội. Đúng rồi. Em thì cứ mang chỉ lo cho anh thôi, anh hôn hai cái lá thôi, thôi giờ để anh về. Thấy tội anh quá à. Đi ra chơi ngày nãy hỏi sáng làm chén bánh tô mì giờ bỏ bắt chú có từng ăn sáng chưa? Chưa xuất hiện chứ mình vậy nè, chén mình gì vậy? Hả? Ông Vinh ông xài nhiều cái đứt quá chứ mà anh được anh không dịp bài thì tao giờ được tao đâu vậy mày vậy là cái mình xài vậy à. Mạnh Quỳnh đó anh vô nhóm anh vô nhóm cái điện anh vô nhóm cái anh thấy cái nick của anh điện không là ai con làm cộng sườn không? Nãy ăn gì? Sáng gì? Đủ rồi tôi nấu luôn. Nãy mình chở cho hai đứa ăn trước đi thấy mình cho nó khỏe. Cho bỏ bụng ăn sáng. Quá ngon, có ba vị quá ngon, chở sáng chở đi trung tâm. Anh biết sao? Công việc giờ mình ăn sáng. Lâu lâu luôn nhìn mình ảnh mình cho con còn đi sang ăn sơ sơ nha. Bữa từng rồi em chở hai thằng lên tới Định Hòa đó. Mình hòa lên cho hai đứa ăn sáng uống cà phê lâu lâu mình cảm chứ mình lại làm biết thấy bỏ thấy to thấy tội còn là cha về nhậu ơi bảy ở đúng bữa này mấy thằng tại mấy bảy định đỡ thừa cha đó đâu có kẹo hậu gì tự nhiên hai cái mấy ảnh là tới cơm ăn mới tính mà cũng đang hôm bữa cũng đang ngủ nè tới 9 giờ cũng mới gọi ơi vậy chứ cái clip đó vậy mà đang lên cái hơn 200 người bạn có thấy cũng được thì cần phải nhắc đẹp phải sử dụng từ khóa gì vô khác từ khóa vô từ khóa của mình từ khóa vô món ăn á mới tập trung được. Ê quán cho lòng vậy cái này cũng tầm 600 mà lòng quán cho lòng á cái đó được thấy được tiền đó nữa thì có tiền nhưng mà mình làm nó cái dạng của làm mình làm giúp mình giúp làm hộ gia đình thôi vừa vui vừa chơi rồi nó vừa giải trí bây giờ cũng đèn sáng thì thay vì anh không làm YouTube anh cũng phải đèn sáng thì giờ rồi mình đang rồi quay mình đang lên luôn thì được gì được thì giới thiệu cái quán người ta luôn cũng vui mà nghe không nói chung vui vẻ cái quán cho lòng anh Quân cái quán hôm đó mà nãy ngã tư đường chính lòng bà nói là một buổi sáng không là bà bán 30 kg bà nội còn mấy chục ký sườn nữa đúng không cái đó cho bà nói em biết nhưng mà ai hay lại ăn cũng nói được nhưng mà em ăn lại không hợp con vị á đúng ẩm thực mà ẩm thực không vị cái con vị á là đúng không hợp với mình cái ẩm thực đâu nói được sáng anh thấy nó đông lắm hồi nãy tụi em vô này đông luôn đông lắm nhưng mà lại không à, cái quán đó là em ruột của chú Khương đó là chú Khương hả? Chú Khương anh sáng em ruột á em ruột học cái quán quay lúc nó ngon quay lúc còn thật nó ngon hồi nãy quay được cái trọng cái sườn thôi còn muốn quay ước là phải tháng 3 đi sớm tầm 4:30 à thật tới qua đêm mà nhưng mà có qua đêm mới thấm mà sườn có qua đêm mới thấm mà quay chịu chưa tốt trước là làm rồi chứ gì con tao mới nhắn tin hỏi gì mà sao vậy gọi lại máy.